Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giải bài tập số 38, đếm số lượng giá trị lớn nhất của cái mạng A. Ở đây mình sẽ ra một cái ví dụ, đó là cái mạng A gồm có 4 phần tử là trừ 1, 10, 10 và trừ 25. Đấy, thì để tính được cái đến một cái số lượng giá trị lớn nhất của mạng A thì đầu tiên chúng ta cần phải tìm được cái giá trị lớn nhất đó, đúng không ạ? Đấy, và sau đó chúng ta đếm xem có bao nhiêu cái giá trị lớn nhất đó, đúng không? Thì ở đây khi nhìn vào cái giá trị của mạng A đây thì chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy là nó có hai cái giá trị lớn nhất là 10, đúng không ạ? Đấy, như vậy thì nó sẽ tạo về kết quả là 2, đúng không ạ? Rồi thì để giải quyết bài toán này thì mình sẽ viết cái chương trình chi tiết như sau. Thì đầu tiên mình cũng cần những cái bước cơ bản như sau, đó là khai báo thư viện này, sau đó là viết cái hàm nhập mạng này và hàm xuất mạng này. Rồi mình sẽ đi vào cái thư viện. Ở đây thư viện thì mình sử dụng cái thư viện Studio này, Corneo này và Math này, và cái định nghĩa một cái max có độ lớn là 100. Trong cái hàm nhập mạng ở đây thì mình sẽ nhập cái số phần tử cho mạng và sau đó kiểm tra xem cái phần tử đó nó đã hợp lệ hay chưa, tức là hợp lệ là như thế nào, tức là cái số n này nó phải nguyên dương và nó phải thuộc khoảng từ 0 cho đến cái giá trị max là 0 đến 100, đúng không? Nếu như nó không hợp lệ thì sẽ quay lại cái bước nhập đấy, bằng cách sử dụng câu lệnh câu tu. Và khi nó đã ở cái bên n nó đã hợp lệ rồi ạ, thì sẽ sử dụng cái vòng lặp for, và sẽ có trong vòng lặp for thì sử dụng thêm cái print và scan dùng để nhập các cái giá trị cho các cái phần tử mạng. Rồi tiếp theo là đến cái hàm xuất. Trong cái hàm xuất này mình cũng sử dụng một cái vòng lặp for và một cái câu lệnh print, dùng để tác dụng của nó thì dùng để xuất ra màn hình cái giá trị của mạng. Đấy. Và sau đây thì mình sẽ đi đến cái hàm đếm cái số lượng giá trị lớn nhất của đóng mạng ấy. Rồi. Vì đây là cái hàm đếm này thì nó sẽ trả về cái kiểu nguyên. Mình đặt đây là đếm lớn nhất. Đấy. Và trong này thì mình cần phải có A này, mạng A này, và cái số N này. Đấy. Và lúc ban đầu thì mình sẽ gán cái giá trị max. Đấy, cũng phải khai báo này, gán cái giá trị max cho nó là bằng cái giá trị đầu tiên của cái mạng A đó, chính là bằng A0 luôn. Và mình sẽ gán cái biến đếm, tạo một cái biến đếm này bằng 0, đúng không ạ? Và sau đó thì mình sẽ sử dụng thêm một cái vòng lặp for. Trong vòng lặp for này thì mình dùng một cái biến chạy là y, khởi tạo giá trị ban đầu là bằng 0 và điều kiện của nó là bé n, và sau đó sẽ là y cộng cộng. Trong vòng lặp for này mình sử dụng thêm một cái câu lệnh if. Đấy, trong cái biểu thức của câu lệnh if này thì mình dùng cái câu lệnh như sau, cái biểu thức điều kiện như sau, nếu như mà cái max này này, cái giá trị max này mà nó bằng cái giá trị ai thì lúc đó mình sẽ tăng cái biến đếm lên một đơn vị. Đấy, tức là khi cái max này này nó max được cái A0 ạ, nó bằng một cái giá trị nào đó trong cái A đây thì mình sẽ tăng cái biến đếm lên. Đấy. Và khi đó thì mình cần phải tạo thêm một cái câu lệnh else và thêm một cái if tiếp. Trong cái if thứ hai này thì mình sẽ làm gì? Đấy, cái L mình sẽ giải thích về cái L này.
ở trên câu lệnh if đầu tiên này, thì và câu lệnh này tức là cái giá trị max này nó bằng cái AI này, cái L này tức là nó sẽ cái giá trị max này nó không bằng cái giá trị AI đấy, nó cũng có thể lớn hơn hoặc là bé hơn đúng không ạ. Nhưng ở đây trong cái L này thì mình sử dụng thêm một cái if, tức là nếu như mà đây mình sẽ sử dụng thêm một cái dấu móc ở đây. Cho nó đây. Trong cái L này mình sử dụng thêm một cái if. Đấy, nếu như mà cái giá trị max này nó bé hơn cái giá trị AI. Đúng không ạ? Thì lúc này cái giá trị max này nó sẽ được gắn bằng giá trị AI đúng không ạ? Và lúc đó thì cái bên đếm nó sẽ bằng như sau. Lúc đó thì cái biến đếm nó sẽ bằng 1. Đấy, thì vì sao như vậy? Thì mình sẽ giải thích như sau. Đấy, khi mà cái max này, đúng không ạ? Cái giá trị max này, cái giá trị max này nó không bằng cái giá trị AI này, tức là cái lúc này cái biến đếm nó vẫn bằng 0 đúng không ạ? Đấy. Thì nó sẽ xét đến trường hợp cái biến max nó bé hơn cái giá trị AI. Đấy. Thì lúc đó cái max này, đúng không ạ? Cái giá trị max này nó sẽ bằng được gán bằng cái giá trị AI và cái biến đếm nó sẽ được gán bằng 1, đúng không ạ? Tức là khi chúng ta tìm được cái một cái giá trị mà lớn hơn cái giá trị ban đầu mình đặt cho nó đấy, thì cái giá trị max ban đầu nó sẽ được gán bằng cái giá trị đó, bằng cái gán được gán bằng cái giá trị lớn hơn đó. Và lúc đó thì nó sẽ tăng cái biến đếm lên 1 đấy, và nó tiếp tục quay trở lại cái vòng for này, và nó lại làm tuần tự như vậy, và nó cứ làm như vậy thì cuối cùng nó sẽ tìm ra được cái biến đếm đây đấy. Và cái hàm này thì nó sẽ trả về là cái kết quả là ở cái biến đếm này đấy. Như vậy là mình đã tìm được cái biến đếm rồi đúng không ạ, giá trị của cái hàm mà đếm cái số lớn nhất trong cái mạng A đúng không ạ. Đấy. Rồi sau đó thì mình sẽ vào cái hàm main. Trong hàm main này thì mình làm gì? Main này thì mình cần phải khai báo cái n này đúng không ạ, và một cái là cái mạng A này. Đúng không ạ? Sau khi đã khai báo xong n và a đấy, thì bây giờ mình sẽ khai báo cái biến gọi là biến đếm cũng được, hoặc là mình ở đây mình khai báo cái biến kết quả, nó sẽ bằng giá trị trả về của cái hàm đếm lớn nhất đây. Đấy. Đây sẽ bằng đếm này lớn nhất đúng không ạ? Đấy. Với cả cái đây là a và n. Rồi sau khi đã có được kết quả đúng không ạ, thì chúng ta sẽ in ra. Đây mình sẽ in ra là số lượng giá trị lớn nhất của mạng là, đây sẽ là phần trăm d, và đây sẽ là kết quả, địa chỉ của nó sẽ là kết quả đúng không ạ. Rồi và sau đó sẽ sử dụng thêm một câu có lệnh get để dừng màn hình lại và return 0. Ok, như vậy là mình đã xong cái hàm main này, và bây giờ chúng ta sẽ cùng chạy để kiểm tra lại. À rồi, ở đây nó báo lỗi đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại. Để xem nó báo lỗi gì thì các bạn vào mục view này và chọn error list. Rồi, chúng ta vào view nhé. View này, error list này. Đấy. Rồi, ở đây nó thông báo cái lỗi là C4700 tức là cái này nó thông báo là cái biến ender này nó không được sử dụng đấy. À rồi thì đây thì
Ở đây thì mình chưa gọi cái hàm nhập mạng và hàm xuất mạng ra đúng không ạ? Đấy, nên là cái biến enter này nó chưa được sử dụng. À đây, nhập mạng. Đấy, ở đây thì mình sẽ ghi là N, A và N đúng không ạ? Đấy, như vậy thì phải được. Đây, mình thừa một cái dấu phẩy. Đây sẽ là gọi cái hàm xuất mạng lên. Đấy, các bạn cần lưu ý. Rồi, ok. Như vậy là xong rồi. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại. Đấy, như vậy là nó không báo lỗi nữa đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ nhập cái số phần tử. Ở đây mình nhập là số 4. Và số phần tử sẽ là 1, 2 và 3. Và thêm một cái 3 nữa. Đấy. Thì ở đây nó đã in ra cái phần tử là 1 này, 2 này, 3 này và 3 đúng không ạ? Đó là những cái phần tử của mạng A. Và cái số lượng giá trị lớn nhất của mạng chính là 2 đúng không ạ? Đấy. Thì giá trị lớn nhất của cái mạng A này chính là 3 đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy là có hai cái giá trị 3 ở trong cái mạng A này. Cho nên nó sẽ in ra cái kết quả là 2. Rồi. Thì trên đây là cái bài tập dạy cách để đếm cái số lượng chữ số ở giá trị lớn nhất trong cái mạng A. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.